Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thời gian gần đây, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông thảm khốc gây hậu quả nghiêm trọng về người. Gần đây nhất là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế, khiến 6 người thương vong vào tối ngày 10 tháng 3. Hiện trường vụ tai nạn xảy ra ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế khiến mọi người không khỏi ám ảnh. Ghi nhận tại hiện trường, hình ảnh thấy được là các phương tiện giao thông liên quan đến vụ tai nạn đều đã hư hỏng nặng. Được biết, vụ tai nạn xảy ra khi ô tô tải 57C01691 khi đang dừng, xe ô tô khách 51B26149 chạy đến và xảy ra tai nạn với xe ô tô tải. Sau vụ tai nạn, xe ô tô khách bị biến dạng, hư hỏng nặng. Trước đó, vào khoảng 19 giờ 40 phút tối cùng ngày, anh Lê Hoàng Quân, 51 tuổi, ở Đắk Lao, Đắk Min, Đắk Nông, điều khiển xe khách 51B26149 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng Quảng Trị vào Đà Nẵng. Khi đến km 58, đoạn qua xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, đã xảy ra tai nạn với xe ô tô tải 75C01691 do anh Phan Đình Thành, 38 tuổi, ở phường An Hòa, thành phố Huế đang dừng. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến hai người tử vong, một nam, một nữ, bốn người trên xe khách bị thương đang được cấp cứu. Thêm một vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về người vừa xảy ra ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Được biết, hai người tử vong trong vụ tai nạn ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế tối ngày 10 tháng 3 là vợ chồng. Theo đó, ngay trong tối ngày 10 tháng 3, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn xảy ra ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 6 người thương vong. Tại đây, ông Hoàng Hải Minh đã thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng tập trung xử lý hiện trường, tiến hành thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Cục Văn Sơn, 20 tuổi và chị Cục Thị Phong, cùng trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tử vong. 9 người khác bị thương là các nạn nhân Linh Văn Khâm, 23 tuổi, Lương Thị Bích, 23 tuổi, Linh Thanh Trung, 2 tuổi, Cục Văn Xuân, 27 tuổi, Cục Văn Nam, 1 tuổi, Cục Văn Xuân, 32 tuổi, Cục Văn Huyên, 25 tuổi, Cục Thị Phương, 27 tuổi, Lương Thị Khách, 24 tuổi, cùng ở tỉnh Nghệ An. Trước đó, vào khoảng 19 giờ 40 phút tối cùng ngày, anh Lê Hoàng Quân ở Đắk Lao, Đắk Min, Đắk Nông điều khiển xe khách 51B26149 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng Quảng Trị vào Đà Nẵng. Đi đến km 58, đoạn qua xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, đã xảy ra tai nạn với xe ô tô tải 75C01691 do anh Phan Đình Thành, 38 tuổi, ở phường An Hòa, thành phố Huế đang dừng. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải 57C01691 chạy trước nổ lốp nên dừng xe khẩn cấp. Đúng thời điểm này, chiếc xe khách chạy phía sau nên bị bất ngờ và tài xế đánh lái, lách được phần đầu nhưng phần đuôi va vào xe tải. Tối ngày 10 tháng 3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế khiến 6 người thương vong. Theo đó, vào khoảng 19 giờ 40 phút tối cùng ngày, anh Lê Hoàng Quân, 51 tuổi ở Đắk Lao, Đắk Min, Đắk Nông điều khiển xe khách 51B26149 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng Quảng Trị vào Đà Nẵng. Đi đến km 58 đoạn qua xã Phong Sơn, huyện Phong Điền đã xảy ra tai nạn với xe ô tô tải 75C01691 do anh Phan Đình Thành, 38 tuổi, ở phường An Hòa, thành phố Huế đang dừng. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến hai người tử vong, một nam, một nữ, bốn người trên xe khách bị thương đang được cấp cứu. Trước đó, tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến ba người thương vong. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 2, tại km 48+200 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ tai nạn xảy ra giữa ô tô 63H00568, ô tô con 36A48567 và xe đầu kéo 63C13659 kéo theo 63R00227. Tại hiện trường cho thấy, xe ô tô con bị hất văng khỏi cao tốc trong tình trạng biến dạng hoàn toàn. Xe đầu kéo đâm vào phần đầu của xe tải nằm chắn ngang cao tốc. Cả hai xe cùng hư hỏng nặng. Hậu quả, vụ tai nạn giao thông là một người chết, hai người bị thương. Sau khi xảy ra sự việc,
đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông đã có mặt tại hiện trường để sơ cứu người bị nạn, điều tiết giao thông xuống nút giao thông huyện Hải Lăng, Quảng Trị và quốc lộ 1 nhánh tránh thành phố Huế. Thông tin ban đầu có một người tử vong, hai người bị thương. Lực lượng chức năng đang tiến hành công tác cứu hộ và xác minh nguyên nhân vụ việc. Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 18 tháng 2 tại km 48 200 thuộc phân đoạn Cam lộ La Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đánh giá nguyên nhân, rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài cho đoạn tuyến cao tốc này. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh cho biết, dự án cao tốc Cam lộ La Sơn và La Sơn Túy Loan là tuyến giao thông trọng điểm của quốc gia trên trục Bắc Nam. Tuyến được phân kỳ đầu tư với quy mô 2 làn xe, mặc dù điều kiện khai thác còn hạn chế nhưng do tính cơ động và thuận lợi, ngay sau khi đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả. Lượng phương tiện tham gia lớn và không ngừng gia tăng. Năm 2022 là 1.500 đến 2.000 xe trên ngày đêm. Năm 2023 là 2.500 đến 3.500 xe trên ngày đêm. Đặc biệt dịp Tết tháng 2 năm 2024 là 5.000 đến 6.000 xe trên ngày đêm, tăng 100%, góp phần chia sẻ giảm tải cho quốc lộ 1A từ 30 đến 40% về cả lưu lượng và số vụ tai nạn giao thông. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế đã có nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai nhiều lực lượng bằng nhiều biện pháp ngay từ khi mới đưa vào khai thác, tình hình giao thông cơ bản được kiểm soát tốt cho đến khi xảy ra vụ tai nạn giao thông ngày 18 tháng 2 năm 2024. Cụ thể, đối với phân đoạn Cam lộ La Sơn, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, năm 2023 xảy ra 7 vụ, làm chết 2 người, bị thương 5 người, nguyên nhân tự gây tai nạn 3 vụ, đi không đúng phần đường 3 vụ và không chú ý quan sát 1 vụ. 2 tháng đầu năm 2024, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn ngày 18 tháng 2 năm 2024, xảy ra 1 vụ làm chết 1 người, nguyên nhân vẫn do ý thức của người tham gia giao thông. Đối với phân đoạn La Sơn Túy Loan Thừa Thiên Huế Đà Nẵng, năm 2023 xảy ra 7 vụ, làm chết 3 người, bị thương 4 người, nguyên nhân tự gây tai nạn 5 vụ, đi không đúng phần đường 2 vụ, năm 2024 chưa xảy ra. Riêng dịp Tết Nguyên Đán 2024, từ ngày 8 tháng 2 cho đến trước ngày 18 tháng 2, cả hai phân đoạn Cam Lộc, La Sơn và La Sơn Túy Loan tuyến vẫn khai thác an toàn, không xảy ra tai nạn. Theo ông Hoàng Hải Minh, qua dữ liệu đánh giá phân tích cho thấy, nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế là do ý thức của người tham gia giao thông, tự gây chiếm trên 50%, 8 đến 14 vụ trong năm 2023, còn lại do đi không đúng làn đường vượt ẩu. Đối với vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 18 tháng 2 năm 2024 tại km 48 200 thuộc phân đoạn Cam lộ La Sơn, nguyên nhân chính ban đầu do người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 36A48567 và đã được cơ quan điều tra khẳng định và khởi tố. Tuy nhiên, qua kiểm tra đánh giá tại hiện trường và phân tích tình huống cho thấy công tác đảm bảo an toàn trên tuyến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, chưa bảo đảm tính ổn định, an toàn, bền vững lâu dài. Nội dung này đã được Đoàn Công tác Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các lực lượng liên ngành tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận và cho ý kiến tại buổi kiểm tra hiện trường sáng ngày 19 tháng 2. Trong đó, đề xuất góp ý các giải pháp trước mắt và lâu dài cho đoạn tuyến cao tốc này. Từ khi đưa vào hoạt động, cao tốc Cam lộ La Sơn thường xuyên xảy ra tai nạn, nguy cơ này cũng từng được các tài xế phản ánh. Theo Nguyễn Khang, ngụ xã Cam Hiếu, huyện Cam lộ, Quảng Trị, tài xế xe dịch vụ tuyến Quảng Trị Đà Nẵng cho biết, hiện tuyến Cam lộ La Sơn chỉ có 2 làn xe, trong đó một số đoạn có 4 làn xe và có giải phân cách cứng để các xe vượt nhau. Là người thường xuyên đi lại trên tuyến cao tốc này, anh Khang cho biết nhiều lần anh cũng đã giật mình trước những tình huống nguy hiểm. Nhiều nhất là tình huống các xe ở chiều ngược lại vượt nhau. Theo anh Khang, những tài xế mới lên tuyến này lần đầu sẽ rất bất ngờ vì một số đoạn chỉ có 2 làn xe nên khi xảy ra các tình huống, sự cố bất ngờ thì rất khó để xử lý. Ví dụ, ở đoạn đường gộp từ 2 làn thành 1 làn. Đến đoạn này, tài xế lơ là không chú ý, biển báo giảm tốc độ để tham gia. Làn gộp sẽ rất khó xử lý vì đoạn này sẽ trở thành một đoạn ngoặt, rất nguy hiểm. Anh Khang nói, biết rằng tài xế vượt trong trường hợp trên là vi phạm, nhưng tạm gác lại câu chuyện của tài xế trên thì tôi nghĩ rằng hạ tầng giao thông ở đoạn này cần được nâng cấp lên 4 làn xe và cố thêm các biển chỉ dẫn, đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng và ban đêm, khi đó sẽ giảm thiểu tai nạn.
trao đổi với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, đại diện ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, dự án cao tốc Cam lộ La Sơn thuộc giai đoạn 2017-2020, thời điểm này vốn đầu tư phân kỳ nên chỉ đầu tư được 2 làn xe. Nếu làm 4 làn xe thì tổng vốn đầu tư sẽ là gần gấp đôi. Theo vị này, vì phân kỳ đầu tư 2 làn xe, trên tuyến có mở rộng 4 làn xe với tổng chiều dài hơn 20 km và nhiều vị trí kẻ tim đường nét đứt để các xe vượt nhau. Ngoài ra, tại các vị trí đường gộp từ 2 làn thành 1 làn thì ban quản lý làm theo đúng quy định với chiều dài đoạn vuốt lên đến 200 m và đặt đầy đủ biển cảnh báo, sơn chỉ dẫn. Đại diện ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, đến cuối năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã cho ban quản lý dự án Hồ Chí Minh nghiên cứu đề xuất mở rộng 4 làn xe hoàn chỉnh. Hiện ban quản lý đang gấp rút chuẩn bị hồ sơ, dự kiến khoảng 1 tháng nữa sẽ hoàn thiện và trình Bộ Giao thông Vận tải. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!